Giờ thì ngoại dẫn mấy anh em ra thăm trời thấy một của chị hình ảnh đất ruột nó về cái đầu bạc chủ ở trên vòng vòng nhà trọ người ta cũng thấy nó nữa. Đó đó. Vô cái nhỏ đó, nó đi bán khuya, nó đi bán nó điện nói khuya nó thấy là thấy cái bóng con tôi á là vô xin nước nó uống. Trời ơi, từng ở ngoài nó lết vô không nhà không á. Lết hả? Lết không à? Cái người thấy á. Vậy là mà sợ á. Sợ là lết. Cái linh hồn của chị còn lẩn quẩn ở trên đó thì không có về. Dạ. Do chắc chết quang mấy cái linh lắm. Đâu giờ chưa biết được nguyên nhân gì sao mà bây giờ tìm được cái lý do là chị chết, nguyên nhân chị chết mà không biết. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Trai Đồng Bằng TV. Ngày hôm nay Trai Đồng Bằng có dịp quay trở lại để thăm gia đình. Cái hoàn cảnh là người vợ đã bị người chồng sát hại rồi giấu xác, và sau đó người chồng cũng đã tự sát. Thì với cái hoàn cảnh rất là đáng thương, sau khi Trai Đồng Bằng chia sẻ thì cũng có một số cô chú anh chị em đã phát tâm giúp đỡ, và ngày hôm nay là Trai Đồng Bằng trước tiên đến đây để thăm bà là mẹ của cái chị đã mất, hiện tại bây giờ nuôi hai đứa cháu, thăm sức khỏe của bà và hai đứa cháu như thế nào, cũng như là trao một cái số tiền của anh Quỳnh Phú, một kiều bào ở nước ngoài đã phát tâm để gửi tiền giúp đỡ cho hai đứa bé có tiền để uống sữa cũng như là đi học. Bây giờ Trai Đồng Bằng xin mời quý vị chúng ta vào nhà để thăm gia đình. Dạ con chào bà. Dạ. Hôm nay rồi đám tiệc xong xuôi hết rồi, tiền bạc rồi ổn chưa bà? Dạ con thiếu 20 triệu. Rồi thiếu gì 20 triệu dữ vậy bà? Dạ mượn tiền vòng vòng rồi xong còn 20 triệu. Trời ơi, rồi hiện tại bây giờ là cháu là bà ẵm về giữ đây ha. Dạ. Ủa sao mặt bé bị gì mà té hay gì vậy? Bị té, đi té. À, dạ con xin phép con hỏi bà là hiện tại bây giờ như là mồ mả rồi của chị Mỹ Linh là xong xuôi hết rồi bà ha? Dạ xong hết rồi. Dạ. Rồi hôm nay như vậy là bà nằm ngủ có mơ thấy chị Linh có về không? Có về. Bà nói lớn á, nhìn mình có về hả? Anh em nó cũng thấy. Về có nói gì bà không ngoài? Nói lạnh quá, đói quá. Ghê vậy. Lạnh quá, đói quá. Rồi hôm qua cái vụ việc mà nghe nói là anh Tư cũng bị công an mời lên làm việc đó ngoài. Nó mời chứ mà chưa. Nhưng mà chưa có hàng cho hàng cái nói chung là hôm nay chưa có kết quả ha. Dạ cũng có mời anh Tư lên rồi làm việc để mà cung cấp lời khai. Dạ. Trời ơi chưa có biết kết quả. Dạ. Chưa có biết kết quả, nhưng mà bà nghe là chị về chị nói lạnh quá, đói quá hả bà? Dạ có. Còn nói gì nữa không ngoại? Không nói gì hết đó. Chị nói là quá đói quá, quá đói quá rồi. Trời ơi Linh ghê trời. Dạ, mấy ngày là chị về nói rồi ngoại? Dạ cũng năm sáu ngày. Trời. Có nói thiệt. Vậy cái đó sao giả được? Dạ. Là ngoại thấy luôn hay sao? Ngoại thấy rồi, anh em nó thấy. Báo gì báo chân vậy hả? Dạ. Rồi sau khi cái vụ việc mà có lại cái chỗ mà nơi mà tìm thi thể của chị Linh để mà cúng kiến gì không ngoại? Khi không cúng kiến dạ cũng định đi mà chưa có đi. Dạ. Thì lúc đó là chị mất ở đó phải mình tiếp tụng để mà cho chị về. Dạ. Ngày em ra ngoài Bình Dương cũng thấy nó điện về. Dạ. Đói quá lạnh quá. Vậy là gia đình phải lại ngay cái chỗ mà tìm được cái thi thể của chị á. Đó là hôm bữa mình chưa cúng kiến gì, cái lúc mà chị về là không có cúng kiến gì ngoài. Cũng có cúng kêu mà nhưng mà không được. Không, chị vậy là chưa về rồi. Dạ. Sao vậy? Rồi hôm bữa giờ bên phía mà chồng của chị Linh này có gọi qua nói gì nữa không? Gọi qua chỉ hỏi thăm bé này thôi chứ không có nói gì hết. Gì hết? Không có gửi tiền mua sữa đâu gì không bà? Dạ chưa. Không có gì luôn. Hỏi thăm thôi chứ không có gì hết. Trời ơi. Rồi hiện tại bây giờ là cháu gái lớn là còn đi học rồi hả bà hả? Dạ, nó đi theo dì nó lên trên quận 7 học rồi. Nó học lớp 8. Ở với dì mấy vậy không ạ? Dì 8. Dì 8 nha.
Còn nhỏ này hôm nay nó có khóc, nó đòi mẹ, đòi cha gì không ngoại? Khóc lắm cháu ơi, dỗ. Mẹ đâu con? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Thấy hình mẹ nó lên. Đó, chỗ đó chị kìa. Mẹ ngồi đó đó hả? Biết chị đó. Ừ, biết. Mẹ con đó đó hả? Mẹ con làm gì vậy? Con thấy nó kêu mẹ, mẹ. Tội quá. Trời ơi. Chưa biết đâu, chưa biết cả này chưa biết. Hôm qua nó lên đây nó thấy mẹ ôm hết trơn. Rồi khóc luôn ngoài. Là nãy bà chia sẻ là xong xuôi hết ý nghĩ cho chị Mỹ Linh rồi mà giờ còn thiếu 20 triệu. Đó là tiền tán cái đặt chặt này nọ hết luôn. Trời ơi. Bữa bà ngoại cũng có chia sẻ là do chị đã mất lâu rồi, với lại cái thi thể nó hôi rồi. Cho nên về đây người ta cũng ngại đi. Chủ yếu là về tới đây là đi thôi. Về tới đây là 26 triệu. Là mà hắn nói 25 mà nó xin thêm triệu 26 triệu. Là xe xin đó rồi. Tại vì cái khúc mà vừa vận chuyển vô đây nữa. Dạ, vận chuyển thì mình vận chuyển nhưng mà nó đậu ngoài lộ mà. Tại vì hôm bữa nghe là ngoại nói cũng trông chờ cái thùng tiền mà người ta đi. Nhưng mà chủ yếu là gia đình đi không mà ta ngại cái vụ mà cái xác hôi rồi với lại là làm gấp quá. Về hình như là buổi trưa. Dạ. 12 giờ trưa. Còn 12 giờ trưa về tới đây làm 8 giờ sáng là tán rồi. Dạ. Chỉ có buổi chiều với buổi tối là sáng là chôn liền rồi. Dạ. Cho nên là người ta cũng không có đi nhiều. Vì tiền mộ là bao nhiêu ngoại? Tính hết lặt rồi xong rồi chắc 11 triệu. Là cái đó là nghe nói là thợ là trong gia đình phụ thôi chứ không phải là thợ ngoài nữa ha. Dạ. Trời ơi, hôm nay là cũng cả 10 ngày hơn rồi mà chưa có kết quả gì hết. Ngoại có trông chờ kết quả không? Kết quả điều tra á. Thì bây giờ con tôi nó chảnh rồi, nếu có kết quả rồi nó điện về liền. Dạ. Nói chung là hôm nay là anh Tư, anh nghe nói là ai với ai bị mời lên rồi ngoại? Anh Tư, anh Thứ Tư nha. Anh Thứ Tư. Anh rể ha. Anh ruột. Anh ruột là với người mà đi tìm xa. Rồi với ai lên đó ngoại? À, mời con nó với nó, nghe nói vậy đó mà. À. Hồi mới lần đầu á. À. Thì nói chung người ta cũng đang làm, thì cái đó là chừng nào có kết quả hay sao. Bây giờ tình hình là đến đây thăm bà ngoại để mà sao cô nói chuyện cô chia sẻ gì sao cô cũng như hồi sáng sớm này cô có điện cho thằng anh Thứ Tư nó đó, điện coi như là cũng nghe vậy mà có tin gì chưa. Nó nói là bữa công an có mời nó lên để nói là thứ hai rồi đó, là bạn cho biết thông tin mà thứ hai lên người ta chưa có cho biết. Tôi nói về đi rồi để có thông tin gì là người ta điện người vô. Yeah. Rồi nó nói vậy đó, bây giờ ở nhà nó cứ trông chờ lắm mà để cho biết cho nó rõ ràng vậy thôi. Nói chung là mình muốn biết được cái sự ra đi của chị Mỹ Linh là như thế nào thôi. Chứ bây giờ cái sự việc nó cũng đã lỡ rồi. Thì nãy cũng có nói với nó vậy, gia đình cũng biết để coi nó chết như thế nào thôi. Chứ giờ hai vợ chồng chết hết trơn, mình cũng đâu có nói gì được ai nữa đâu. Nó là vậy. Sáng sớm là điện rồi hỏi thăm á. Rồi nó nói vậy thôi, cô cũng biết vậy thôi. Sáng tôi chợ nói em nó điện nó hỏi. Mình nói chung là cũng phải tìm ra được cái nguyên nhân gì, lý do gì mà chị Mỹ Linh là bị chết là như thế nào, sát hại sao không? Để mình rõ nguyên nhân. Chứ nghe bà kể là chị về chị than đói rồi chị than lạnh hoài, nghe cũng người nói gì thần nhớ con rồi nữa. Đợt này gia đình có tính lên chảnh để mà cúng giấy gì không? Tại vì cái này cũng nghĩ là mấy tụng. Dạ, chuẩn bị vài bữa nó sắp báo mà báo không phải người mà báo hết trơn gia đình đâu mà phải lên cúng giấy chứ. Trời, bữa mấy bữa trước nó về với anh Thứ Sáu nữa nè, rồi mấy đứa nó điện về nè, nói về nhập nói chuyện luôn á. Trời ơi, nhập luôn rồi. Nhập nói chuyện luôn. Lên hai con. Lên cái thằng Thứ Sáu, thằng hổm mình phải kể đây đó. Cái anh mà cạo đầu á. Thứ Sáu luôn á. Bằng mập mà. Thứ Tư. Đúng rồi đó. Nó nhập luôn á, nhập cái thằng nó nói. Nói cái gì cô? Thì nó cũng than rồi kia, nói nhớ con rồi lạnh lẽo như kia nọ vậy, chứ nó chưa có biết cái chuyện nó là đã ra đi như thế nào, nó chưa nói gì. Không có nói. Coi như nó sợ lắm, không dám hỏi. Nói chung nó qua ớt mà. Qua nhỏ thứ tám nó đâu có dám hỏi. Nó run lắm, nó trời thấy thấy vậy nó chuyện run chết, chỉ nói sao như vậy thôi, chẳng dám hỏi nữa. Nó hỏi luôn nghe. Nó sợ luôn. Mà con mắt nó đỏ gưng gưng lên vậy đó. Nhập vô luôn. Nhập vô anh cũng sợ. Anh đi chưa có vợ đó đúng không? Mà ẩm là quá không bé. Đúng rồi. Nó lại hỏi sao tụi con không hỏi cái lý do làm sao mà đi vậy, nói trời con có dám hỏi đâu, con sợ con muốn chết rồi giờ con tự thấy vậy á. Dạ. Tới cái thằng con của cô nó ngoài
ở nó ở ngoài bên Bình Dương, nó nói nó điện về nó mai ơi, mai cúng cơm cho chị đi, chị cho ông thấy chị nó chị đói trong đêm mất lạnh. Ừ, dạ. Rồi giờ gia đình mình có nấu mâm cơm để chưa, có hôm qua làm mã xong có cúng mãi rồi. Mới làm mã xong hả bà? Dạ mới xong hôm qua, chiều hôm qua. Để một lát bà dẫn con ra ngoài con coi quay một phút. Dạ. Rồi, rồi bé nó bệnh hay gì nó ho mặt đỏ chạch rồi. Nó bệnh 3-4 bữa rồi. Trời ơi, thế con uống đồ dễ không bà? Ăn còn nó khỏe thì nó ăn dễ. Bệnh thì nó không. Rồi ông đại có cái vụ mà nói là đòi bắt mấy đứa nhỏ này rồi cái vụ đó là sao rồi bà ngoại? Ông bên nội nó không có nói bắt gì hết. Dạ. Mà cũng chưa gửi sữa sùng gì phụ ha. Dạ. Mà con nghe nói là như bên nội nó cũng khá lắm ha. Dạ cũng đỡ. Ừ. Tại vì người ta không tu đây thì cũng muốn bận thì nhà nước không xin cho cái nhà cho ổng. Dạ. Thì cháu mình thì mình phải thấy chứ. Dạ, thì nuôi. Dạ. Bây giờ nói chung là anh em phụ tiền nuôi hai đứa nhỏ rồi thôi nha. Giờ... đứa nào nó cũng làm mướn không mà cháu ơi, cũng chưa biết tới đâu nữa. Chồng nó vợ trên rồi, nó không có con. Tự nhiên hết trơn rồi. Thì giờ nó mặn nó phụ được nhiêu phụ. Cái bác thì cũng không biết làm sao. Chẳng chưa. Rồi xong rồi dẫn em hả? Ừ, thì nói chung là bữa nay tụi con, mấy anh em tụi con đến đây là thứ nhất là cũng như hỏi thăm cái mồ mả của chị Linh xong chưa, như hỏi thăm sức khỏe của hai đứa cháu với bà đó. Thì tụi con cũng có con thì có một cái người anh kiều bào ở bên Mỹ á, nước ngoài, anh tên là Quỳnh Phú. Thì thấy cái hoàn cảnh cái gia đình của Bình thấy thương quá, thứ nhất thương hai đứa bé giờ không có ai chăm sóc á, thì anh có nhờ con là gửi số tiền là 5 triệu đồng để cho mua sữa rồi cho mấy đứa cháu với cho nó đi học. Thì hôm nay con đến đây với mấy anh em con trao cho bà luôn. Dạ. À, đây bà cầm giùm con ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đây, con gửi bà 25 tờ 200 ngàn. Đó, là 5 triệu. Dạ. Cô cũng thay mặt gia đình chị hai của cô, chị cũng nói chung là chị cũng vậy đó, hiền hiền nha, rồi chị cũng ít hiểu biết thôi. Giờ cô cũng thay mặt gia đình của chị hai, cô cảm ơn cậu Quỳnh Phú và ở Kiều Bào đây, cũng cảm ơn thật là nhiều để giúp cho gia đình của chị của cô. Dạ. Cô một lần nữa thật cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi bây giờ bà ngoại dẫn con ra coi cái tình hình mà mẫu của chị Linh như thế nào bà ngoại. Giờ thì ngoại dẫn mấy anh em qua thăm trời thấy một của chị cái hình ảnh đứt ruột nó về à. Cái đầu bạc cái đầu xanh đẹp quá này, chú nó thấy vậy thôi làm luôn cho mượn tiền. Dạ. Cái mẫu này là xong mấy ngày rồi ngoại? Mới xong hồi chiều tối. Dạ. Là 1 triệu là không tính tiền công đó. Dạ. Qua đây cho mát rồi đây. Hoàng Thị Mỹ Linh sinh năm 90, mẹ lập mộ. Con này là mộ của chồng ngoại. Nói chung là mộ được cũng xong xuôi cũng đỡ nha ngoại ơi. Bây giờ còn thiếu một số tiền ha. Dạ. Ngồi xuống đi ngoại, ngồi xuống đi. Đây cũng như là chú nó thấy vậy thôi cho mượn tiền làm luôn cho rồi. Dạ. Dạ. Đứt ruột hả ngoại ha. Con tôi nói xong chết thảm thiết lắm chú ơi. Dạ. Cốc đó tôi chịu. Chồng con nó nghĩ nó làm quá. Đi. Giờ khổ nhất là đứa nhỏ chứ. Dạ. hai đứa này nó khổ rồi. Hôm nay tính ra là từ bữa mà mình làm đám tới chôn bữa nay là được 2 tuần chứ ngoại? Dạ 2 tuần mấy. Dạ. Chị không biết chị... có cái quan ức gì không mà chị đúng Linh rồi. Về báo mộng mà không phải một người mà riêng hầu như là anh em là hết trơn luôn. Dạ. Mà thậm chí là nhập vô anh Sáu luôn. Rồi. Mà lúc đó anh Sáu là ở đây trên trển rồi. Nó ở trển. Ờ trên trển luôn hả? Dạ. Cái thằng mà đứng giữa cái cây dạ, vàng biết. Vàng đó lùng lùng đó. Dạ. Bà đó mời thầy đi xuống tục dông chị về chưa? Dạ
Dạ chưa. Dạ, à, ngoại tính là nào mà ngoại đi lên đó ngoại? Dạ, tính mấy bữa nữa ngoại chưa sắp xếp tiền được. Dạ. Dạ. Rồi bao xe lên đó cúng rồi rồi dạ. Nhờ thầy cúng giấy cho chị về ha. Dạ. Nói chung mà chết ở đó thì linh hồn chắc chắn ở đó rồi. Cứ đói lạnh không. Trời ơi. Dạ. Đang đói lạnh ở ngóc thì trời. Dạ. Nhưng mà kể nổi da gà chứ. Mà mỗi lần mà chị về báo vậy thì chắc gia đình đau lòng lắm. Ừ. Giờ cũng chưa biết là không biết nguyên nhân là sao bởi vậy. Chưa biết nguyên do nữa. Chưa có suy nghĩ là biết cái chuyện nó sao mà chết nữa. Dạ. À. Bây giờ nói chung là cũng gia đình cũng đang trông chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng. Con tôi chết nó đem nó chôn đau khổ lắm đó cháu. Dạ. Chị lên cho chết ở... mà nó chôn hai cái chân nó chôn sâu xuống tới mà bên trại hàng người ta móc mà ra còn người ta còn thấy thảm khổ. Người ta nghe nói là kể là cái tư thế nằm mà hai cái giò như gác chân như dạ, ngoài hai cái giò nó chôn sâu lắm đó, nhấn hai cái giò dạ, mà chẳng dạ. Thấy gác chân như nằm trên vẹt mà gác chân thông cái lưỡi giá hả nó chấn ngang cái háng rồi cái hai bắp đùi á nó cuột bằng cái sợi dây mà niệm thun á. Rồi ác gì cuộc trời. Xiết lại luôn ta cắt đó. Ghê vậy rồi. Dạ. Rồi trên phía phần trên có chặn cái gì nó không ạ? Đầu, trên đầu thì nó chặn nó để cái cán giá. Trời ơi. Dạ. Nghĩa là ép xuống mà. Ép xuống luôn có nghĩa là cái khu vực đó nó nước quá. Rồi thứ nhất gần là nó gần với sông. Dạ. Gần với sông sợ sình lên ha. Dạ. Ngang cái trong cái háng thì nó cuộc dây xiết lại rồi nó chấn giá xuống, lửa giá nó chấn xuống. Cái cảnh nó nghe cái ghê nha. Ờ, quấn hai cái mền. Khi mà con thấy cái đoạn clip mà gia đình quay lại á, dạ. Cái cảnh đó nước nó như là kiểu như nước gồng là nó sát, còn nước lớn dạ. Là nước không cho đó. Lớn là lên mà nó dễ sình lắm. Dạ. Mà cái clip đó thì đăng lên không thể là đăng lên được đó nha. Cái đó cơ quan chức năng người ta đang làm việc không có ấy mới đâu được mà nhìn cái cảnh mà mấy anh em trong gia đình mà môi lên nhìn thấy cái cảnh cái gợn người luôn. Mà ban đêm nữa, môi lên luôn ban đêm. Ban đêm tới hù. Như là mới gặp vào khoảng chừng 2-3 giờ rồi tới đợi tới bên trại hàng nó qua nó móc lên thì 7-8 giờ tối rồi. Yeah. Rồi để một đêm đó. Yeah. Để một đêm tới sáng mới làm mấy yeah. Người ta mới làm ha. Dạ yeah, sáng ta mới làm. Dạ yeah. Bởi vì về tới đây 12 giờ rồi để được có buổi chiều với tối. Dạ yeah. Mà người ta ngại cái vấn đề mà dạ. Cái xác lâu quá rồi người ta ngại người ta không đi nữa. Dạ. Về bà đâu có thấy mặt thấy mũi gì thì mới trển rồi không có ai thấy mặt hết, chỉ có hai vợ chồng của cái thằng thứ tư trển thôi. À, anh thứ tư với dạ. Chị ha, tại vì bao nhiêu là nó đi xuống thằng con rể chết à, đi hết ha. Dạ bao xe đi xuống dưới hết rồi mà lúc đó cũng đâu có ai nghĩ là anh này không là như nghĩ. Vậy đâu dạ. Chỉ có nghĩ là chị này đi chưa đi bỏ giận rồi bỏ đi thôi. Dạ rồi mấy đứa này nó thôi giờ bỏ thằng thứ tư nhà rồi chụp hai thằng cháu bên Tân Thế Hiệp nó qua rồi nó nhất định nó đi tìm thì mới có đâu chừng khoảng 2 tiếng gì vòng vòng đó sao gặp. Trời ơi có duyên quá anh thứ tư có duyên quá ngoại. Dạ. Thằng cháu nó vừa đi nó vừa dái. Dạ. Rồi sao tới đó dạ. Tại vì nhờ nó chiều á nó mặc bộ đồ ngủ nó qua nhà nhỏ em đó. Dạ. Thành ra là được phát hiện được cái bộ đồ ngủ thôi. Dạ. Cái mặt thì nhìn hết ra nhưng mà nó có quay về cho tôi á là tôi nhìn được cái trán nó là đúng. Dạ. Nghe nói có đeo chiếc nhẫn gì mà có nhận chiếc ra nhẫn đó. Công an ta có gỡ ra cho đem về nữa. Dạ. Dạ. Nhẫn nhỏ à. Dạ. Nó để mình nhận dạng chứ dạ. Không đường nào biết. Dạ. Với nhờ cái bộ đồ. Dạ. Bộ đồ nó mặc giáp tối qua dạ. Nhà nhỏ em đó đó. Dạ. Cái mặt chắc biến dạng hết trơn rồi. Dạ. Mặt, cái trán thì tôi nhìn được. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà chị về mà báo mộng cho bà đó là chị mặc bộ con mặc bộ y bộ đồ ngủ luôn cái đó là nó báo nghe, mộng nghe tiếng hay sao ngoài nghe tiếng còn nó mất tích khoảng chừng 5-6 ngày nó có về báo cái thằng thứ sáu đó dạ. Là nó nói anh sáu mở cửa cho em vô. Trời mà tôi không có tin ở đây không có nào tin hết dạ. Nói nó xỉn nó bậy bạ không à dạ. Rồi nó nói thôi bây giờ má đốt nhang má nhái cho ba đi cho anh Linh nó có mạnh khỏe nó về rằng lo cho con đó. Nó về nó kêu đó mở cửa cho nó vô nhà đó là lần đầu tiên mấy 5-6 ngày đó dạ. Mà lúc đó chưa gặp ha dạ đằng này cũng không ai tin tưởng nó hết trơn á dạ đâu ai tin ừ. Nghĩ dạ. Là con mình như vậy chỉ nghĩ dạ. Là đi thôi không có tin ừ. Bà kể mà tay bà run hết trơn ừ. Đau lòng quá con tôi chết thiệt tình không được
nhìn không được thấy mặt luôn hả ngoại? Không được thấy mặt mà nó không được an toàn cái thân của nó nữa. Đau khổ như cái cảnh mà con chết mà không thấy mặt lần cuối luôn. Dạ. Mà 33 tuổi mà chôn hai lần. Mà chôn ở cái đầu tiên lạnh lẽo nước nôi không? Cái chỗ mà lạnh lẽo nước nôi. Lá lũ cày cối không? Đau khổ thấy cái cảnh đó hả ngoại? Chắc mà lúc đó nếu mà ngoại thấy chịu nổi đâu? Bởi tôi đâu có dám đi chởn đâu, để cho anh nó làm gì làm đi. Mà không biết có cái quan ức gì không mà chỉ về chứ báo mộng kiểu đó là sao mà yên tâm được hả ngoại? Vì lạnh lẽo rồi đói rồi đủ thứ hết trơn. Mà báo không phải riêng một người mà báo luôn cả tất cả anh em. Rồi báo luôn bà ngoại, từng người hết tất cả nhà. Cái thằng con của cô nó mặn Bình Dương, nó mới ngày hôm kia nè, nó nói mà hai ơi, mà hai cúng cho chị mâm cơm đi, làm mã xong rồi cúng đi. Nó con thấy chị về chị báo với con là chị đói lắm, lạnh lắm. Nó mặn Bình Dương á mà điện gì đây. Không, con nghĩ là dông của chị chưa có gì được đó ngoại. Dạ. Cũng định đi rước dông mà đây đi lên rảnh xa quá rồi hôm dài cũng hết tiền rồi mấy chú. Phải sắp xếp đi ngoại ơi, rước dông chị về đi. Để ở đó chỉ một mình người chết quan rồi thì quan ức quá mà. Chủ ở trển vòng vòng nhà trọ người ta cũng thấy nó nữa. Trời đó, vô cái nhỏ đó, nó đi bán khuya nó đi bán. Nó điện nó khuya nó thấy cái bóng con tôi á. Là vô xin nước nó uống. Trời ơi trời. Từng là ở ngoài nó lết vô không nhà không á. Trời ơi. Lết hả? Lết ra ngoài. À cái người thấy á. Vậy là mà sợ á. Sợ lết. Cái linh hồn của chị còn lẫn quẩn ở trên đó thì không có về. Dạ. Do chắc chết quan mấy cái linh lòng. Đâu giờ chưa biết được nguyên nhân gì sao mà bây giờ tìm được cái lý do là chị chết, nguyên nhân chị chết mà không biết lý do gì mà để cái ông chồng ra tay vậy. Không biết được. Bây giờ mình cũng chưa biết được. Bây giờ cái kết luận thì chờ cơ quan chức năng kết luận thì mình biết là sao chị mất, còn cái lý do mà sao mà anh chồng anh ra tay như vậy thì bây giờ là chìm xuống đáy màu luôn rồi không biết được. Chôn mà phải lấy cái giá nhận xuống rồi cột dây này kia xong không cho lên đó. Mấy cái hình ảnh đó mà khi mà thấy là gia đình hai con tôi nó cũng thương chồng thương con, nó cũng lo đàng hoàng cho chồng cho con, chứ nó đâu có cái gì đâu mà sao mà đánh đổi gì dữ vậy. Quay khi mà chia sẻ hàng xóm người ta nói chị này hiền hậu lắm chứ đâu có bị bại gì đâu. Nhưng mà nỡ lòng nào mà nhấn phá mấy cái cây sẹn lên là không biết thằng chồng nó có ý người nữa chứ. Mình nghĩ là không biết thằng chồng nó có ý đồ gì bên ngoài không, mình cũng dạ không biết có gì không nha. Bây giờ có gì thì ghen tuông hay là gì thì thứ nhất cũng còn gia đình cũng còn cha mẹ ở đây thì có về nói với cha mẹ gia đình vậy không? Nghĩ là sao mà làm nó có lu bu bên ngoài rồi về nó hại con này ha, sao về cũng không nghĩ ra. Chưa biết thế ngoài. Dạ. Chứ vô vấn đề tiền thì không có nhiêu tiền rồi. Dạ. Tiền nợ á đâu có đến đổi mà tới mức độ mà ra tay như thế này. Con này á thì nó thấy hồi dịch bệnh nó mượn thằng em chồng. Rồi bây giờ cái ý nó là nó muốn trả cho rồi không để xích mích. Dạ. Không biết cãi giả làm sao không rành nữa. Cũng nghe thật lại thôi. Dạ. Dạ. Thế là bé nhỏ. Nó nhắc mẹ nó ngoài luôn không ngoài. Nó đi theo tôi lên cúng cơm nha. Nó thấy hình nó nói. Còn đầu nó kêu nhỏ, mẹ hai ba tiếng mẹ, nó la lên vậy. Biết đâu nó thấy mẹ cái gì đó nó kêu á. Tôi thấy vậy tôi mới kéo nó xuống, không có cho nó ở nhà trên nữa. Còn thơ ngay mới chưa biết gì hết trơn. Không biết lý do làm sao mà để xảy ra như vậy. Khổ nhất là đứa lớn rồi thêm đứa nhỏ nữa. Mà đứa lớn thấy nó nấu quá trời. Nó khờ lắm cháu ơi. Nó khờ lắm đó. Nó không có suy nghĩ lanh lợi gì như người ta đâu. Nhưng mà nó buồn á ngoại ơi, con thấy nó buồn, nó biết nó buồn chứ. Bởi vì la nó rồi nó nói con biết trong lòng con. Giờ tuổi đó rồi. Bây giờ nó đòi đi học rồi mà gì nó mới dẫn nó lên chỗ cho nó học tiếp. Chứ học tiếp chứ sao bỏ được. Mấy gì giờ cũng lo được nhiều lo thôi chứ cũng biết sao. Thì cũng đi làm mướn không à, còn lo cho con cái nữa. Dạ. Thì giờ lên trển cho nó ở đỡ thời gian nó học đi. Dạ. Hôm nay nó học lớp 8 mà. Kể từ khi mà cái ngày mà cái chị Linh về rồi bên gia đình phía của chồng cũng có qua thì đến ngày hôm nay cũng có cuộc gọi nào hay là có qua thăm lần nào nữa không ngoại? Chỉ gọi thôi, gọi hỏi thăm bé thôi, có khóc hôn này nọ vậy thôi. Dạ. Chứ không có chưa nói về cái vấn đề phụ nuôi như thế nào ha. Dạ. Không có nói gì hết. Kỳ quá ha ta. Đúng ra như thời điểm này cũng cái phụ nghe nói ông nội cũng khá giả mà. Dạ. Phụ rồi cũng đỡ. Dạ. Giờ cũng không biết còn sao nữa. Bây giờ hiện tại bà ngoại ở với ai?
Rồi còn ai nữa không? Còn ai vợ chung nữa không? Có cái thằng Út có chưa vợ thì nó đi làm ở thành phố đó. À, thì đi anh thứ sáu phải không? Dạ, tôi ở nhà có một mình. Hồi vậy ở một mình luôn. Dạ. Giờ thằng bé nhỏ đó bây giờ là bà ở với bà ngoại, tối ngủ chung bà ngoại hả? Ngủ với bà ngoại luôn. Dạ. Rồi nó dễ ngủ không ngoại? Mấy bữa đầu nó khó, nó khóc dữ lắm. Trời rồi, có hai đêm nay nó đỡ đỡ thôi. Dạ. Quen ha. Quen hơi rồi. Chị có giấy chị Linh không? Dạ có, cũng có giấy. Dạ. Giấy hết hai vợ chồng nó. Ừ, giấy hết luôn. Dạ. Này cũng nóng quá thôi mấy bây giờ mình vô trong nhà. Vô ngoại ha. Vô ngoại. Cập nhật cho cả nhà thấy nè, mộ của chị Linh. Mộ của hổm không tính chưa làm không có xong mà chú nó nói thôi giờ làm đi. Dạ. Dạ. Nói chung thì hôm nay có hôm đến thì quá trời đau lòng. À, thì bữa nay cha đồng bằng cũng đến để cập nhật tình hình như là gia đình ơi là làm mộ đồ có thiếu thốn gì không, như là trao phần tiền của anh Phú đó, đến với gia đình